Tâm Thiên Tư Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Hạnh Phương lên sóng và giới thiệu giao lưu các bác về hai cặp loa đẹp gần như mới với thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, có thể đánh giá là nó đứng ở vị trí nhất nhì hiện nay trên thị trường các thiết bị âm thanh điện tử. Đó chính là thương hiệu của loa JBL. Các bác có tin là trong gia đình tất cả anh em đến nhà chơi chả biết bộ dàn có hay, có đẹp hay không, nhưng cứ nhìn thấy thương hiệu JBL là chúng ta biết ngay rằng bác này là một cái người chơi đẳng cấp và đã có sự tìm hiểu chuẩn bị kỹ càng để có một dàn máy hay nhất. Bởi vì JBL dù là phân khúc cao hay phân khúc thấp thì luôn luôn là những sản phẩm tay rất chuẩn chỉ. Anh Phương đây này rất thích bán những cái dòng loa mà nó đẹp, nó chất và nó còn nguyên bản. Bởi vì cũng thấu hiểu cái mong muốn của các bác là gì, tiết kiệm, ăn chắc hà tiền để có tiền để mua được những đôi loa Mỹ. Nhưng mà cái khó nhất không phải là cái việc là đầu tư tiền bao nhiêu, mà cái khó nhất chính là gì, là dành dụm như thế nhưng mà để làm sao mua được đôi loa nó còn zin. Bởi vì trên thị trường hiện nay rất nhiều loa nó không zin, cho nên là các bác rất là sợ cái điều này. Cho nên Trung Tâm Điện Tử Hạnh Phương luôn luôn nhập về những dòng loa phải nói rằng là siêu lướt, đẹp không đối thủ luôn, với lượng hàng cực kỳ nhiều. Tại sao anh Phương nói rằng là hai cặp loa này không đối thủ, mà các bác cùng lắng nghe và cùng tìm hiểu. Các bác nghe tiếng tép nó giòn không? Nghe cái nhạc cụ nó có trong trẻo mà nó có ngọt không các bác? Lợi thế của cặp loa này đó là cặp loa 3 đường tiếng. Khi mà sử dụng những dòng loa 3 đường tiếng thì 3 cái dải âm sắc cơ bản nhất đó là bát, trung và tép đều được đánh riêng biệt, cho nên chúng ta nghe nó rõ nét và hoàn toàn là không bị lẫn. Và một cái đặc điểm mà dòng loa 3 đường tiếng làm được mà những dòng loa khác không làm được, đó chính là độ nét của nó có khả năng phóng rất xa. Các bác có tin rằng là chúng ta đi ra hàng 500-700 mét, tiếng nhạc nó vẫn vậy, tiếng ca sĩ, tiếng nhạc cụ nó vẫn rõ nét và tiếng bát nó vẫn đẩy ra được đến nơi. Đây này, vẫn trong trẻo và lét căng luôn các bác. Còn khi hát karaoke thì nếu như các bác sử dụng những cặp loa 3 đường tiếng, chúng ta mới cảm thấy tiếng mic nó rõ nét và nó nhẹ hơn rất nhiều so với loa 2 đường tiếng. Vì là cái tiếng mic của chúng ta nó tập trung ở cái dải trung, cho nên là nó có cái loa trung riêng biệt này, nó ra tiếng mic rõ hơn rất nhiều. Cho nên là hát với những cặp loa JBL 3 đường tiếng và đời cao hết số 935, bao giờ chúng ta cảm thấy là tiếng mic nó hay hơn. Một cái điều mà anh Phương chỉ cần nhắc các bác là gì? Là với những đôi loa 935 thì kích thước của nó, chiều ngang của nó rơi vào tầm 70. Cho nên là các bác phải cân đối cái vị trí đặt sao cho hợp lý nhất. Loa nó đẹp như mới luôn. Các bác nhìn cái bát này. Nhìn nó mới như kiểu là vừa bóc thùng luôn. Cái trung nó xoay gương được luôn các bác. Và đặc biệt hai cặp loa này còn nguyên cả hút phay. Nguyên mút xốp các bác nha. Khi mà nó còn nguyên mút xốp, nội thất của nó cực kỳ mới, gần như là chúng ta vừa đập thùng luôn. Còn về đồ zin của chép, với những đôi loa này em bao zin từ A đến Á luôn. Còn nếu như cặp loa này mà không còn zin thì
thì nó có thể giảm đi khoảng độ 9 đến 10 triệu. Bởi vì một đôi dép của nó loanh quanh đâu đó tầm 90 triệu. Với thời điểm trước thì những đôi loa như thế này các bác sẽ phải mua với giá rơi vào tầm khoảng 32 đến 34 triệu. Nhưng trong thời điểm tháng 7 này cắt lỗ, bán giao lưu để phát triển kênh. Mục đích chính của thời điểm này là bán phát triển kênh thôi. Để Samsung AI của Bubble trả lời. Loa rốn của đỏ ao luôn. Với cặp loa này hiện tại em đang giao bán tới các bác là 29.500.000 đồng. Chắc chắn rẻ hơn thị trường. Đố các bác nào tìm được cái cặp loa mà nó còn nguyên mút tây, mà nó còn long lanh như thế này với giá mà em đang vừa công bố. Thùng vỏ thì nói chung là loa nhà em tuyển chọn thùng vỏ cực kỳ mới. Tất cả được vệ sinh, lau chùi sạch sẽ. MR935 phiên bản được sản xuất tại Mỹ. Những cặp loa này nó rất là hiếm. Nếu mà còn đẹp như thế này, không phải lúc nào cũng chọn được những cặp loa nó còn mới như thế này. Và nói đến cặp loa 935, đây là cặp loa hết số của dòng loa 3 đường tiếng. 3 số là đời 9 là đời cao nhất rồi các bác. Không còn đời nào mà cao hơn. Xin thưa các bác là với những cặp loa đời 9 này, cái côn tép của nó rất bền. Nó bền hơn dòng đời 8 rất nhiều. Và cái tiếng của nó thì nó nét hơn, hay hơn so với đời 8 rất nhiều. Khi mà những cặp loa còn nguyên mút xốp tây thì chúng ta mới thấy nội thất của nó đẹp không đối thủ luôn. Đây ví dụ như cặp 925 nhà em đây. Ngày hôm nay các bác được ngắm nhìn một cặp loa mà có nghĩa rằng là nó đẹp như kiểu là bóc thùng. Cặp loa 925 này hiện tại đang có giá cũng khá hợp lý. Các bác nhìn thấy cặp loa nào mà nó còn mới nét như này không? Như lông gà con này. Phân tần này. 925 hiện tại đang có giá rơi vào tầm những đôi đẹp như này. Giá của nó rơi vào 28.500.000 đồng. 28.500.000 đồng cho đôi 925 đẹp như mới. 925 đẹp thì nhà em hiện tại đang có khoảng độ 2 đôi. Đây một đôi nữa các bác này. Đôi này chưa vệ sinh. Đấy, còn nguyên mút xốp tây luôn các bác nhá. 28.500. Thế còn những đôi loa 925 nó ở mức độ trung bình, bình dân thì giá hiện tại em đang bán cho các bác chỉ có 26 triệu. Giá bình dân là những đôi loa này. Hiện tại em đang còn 4 đôi 925 giá 26 triệu nữa các bác nhé. Còn những đôi đẹp xuất sắc, còn nguyên bản như thế này. Tất cả hàng bao zin hết rồi các bác, kể cả hàng gọi là ở mức bình dân cũng đều được bao zin. Với những đôi này hiện tại đang có giá 28.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu đầu tư đến những dòng loa này alo cho em. Cặp loa đời 9 này cũng giá rất là rẻ các bạn, 29.500. Em nghĩ rằng đây là một cơ hội để mua được những cặp loa đẹp về chơi và trưng bày, và nó giữ được cái giá trị của nó lâu dài. Số máy của em là 0971998555. Và địa chỉ của em là An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Bác nào có nhu cầu đầu tư alo cho em, nắp dàn máy alo cho em nha các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.